Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để luộc rau cải bắp nhé. Nhanh dừ nhé. Đây mình cho một chút mì chính các bạn này. Mình cho một chút nữa là đây là gì mình quên tên nhỉ. Bột canh các bạn nhé. Đấy, mãi không luộc được ra ấy. Rồi cho nước mà bột canh với lại mì chính vào trong nước các bạn ạ. Mình về rau cải bắp các bạn này. Về rau cải bắp nhé. Luộc để cho nhanh dừ mà đỡ tốn ga nhé. Đổ vào các bạn. À, cái cải bắp mà này, cái cuộn các bạn này, cái cuộn là rất chi là lâu dừ các bạn nhé, mất thời gian ninh nó mới dừ được, còn lá thì nhanh dừ. Nhưng mình hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để luộc làm sao nhanh dừ, tiết kiệm ga nhé. Còn nếu mà luộc rau cải bắp này ninh thì mất thời gian, đây là lá xanh này, thế các bạn, lá xanh cũng lâu dừ lắm đấy. Cái cách này để luộc cho những các cụ này, các cụ là răng yếu này, không ăn được này. Thứ hai những người mà già răng lợi thật yếu rồi nếu mà không luộc dừ thì không ăn được. Gọi là nhà các bạn có bố có mẹ cao tuổi rồi mà cái rau này mà các bạn luộc chỉ sơ sơ qua thì chỉ những người trẻ thì ngon, sột sột ngon, nhưng mà những người già ta sẽ không ăn được. Bởi vì răng lợi của người ta nó rất kém được, nên là mình phải luộc rau cho nó dư thì người già mới ăn được. Nhưng luộc dư thì lại phải là tốn ga. Đấy, nếu luộc bằng ga thì tốn ga, luộc bằng củi thì cũng tốn củi, không đơn giản đâu các bạn. Đấy, rau thì bây giờ nó cũng đã nếu đậy vung vào thì nó lại lòng các bạn. Còn là mình mở vung này thì lại nâu dư. Đấy, hơn nữa nếu mà các bạn mà cho dầu ăn hoặc cho mỡ vào nhá thì nó cũng nhanh mềm, nhưng mà thực chất là cái ăn cái rau nó béo quá, nó nhiều mỡ, là cách đấy là thực sự là cũng có nhiều người sử dụng, nên mình nghĩ là cái cách đấy là mình không nên ăn. Vì là bây giờ mình vẫn phải hạn chế dầu mỡ mà. Đấy các bạn, luộc cái cuộn này, lâu lắm này. Đây, cứng nhắc đây. Đây này các bạn này, bây giờ mình sẽ thử xem nó mềm đấy nhá. Nó vẫn còn cứng ấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ để tiết kiệm ga nhá. Thì các bạn vớt tất cả các cái cuộn này, các cuộn to này các bạn cho cho các bạn nhá. Đây, cái cuộn to này, cái cuộn cứng ấy các bạn. Đây, những cái cuộn mà nó đây, cuộn cứng này các bạn này. Đấy, cuộn. Đấy, các bạn chọn hết cái cuộn này nhé, các bạn cho xuống dưới đáy bát này, cuộn lá xanh này, bởi những cái này là mình luộc sẽ lâu dư nhất mà. Mình cho xuống đáy bát, cho hết cái cuộn to này, cuộn to cứng nhé, xuống dưới đáy bát các bạn ạ. Các bạn vớt hết ra đây cho mình, rồi các bạn cho hết vào bát này. Thank you.
Rồi sau khi các bạn quét hết rồi nhé. Thì các bạn chắt hết cả nước ở cho mình nhé. Cái nước ở cái xoong luộc các bạn. Đây mình dùng chảo thì mình gọi là xoong được nhé. Các bạn chắt hết vào cho mình. Để cho nó gọi là ủ thêm các bạn. Ủ thêm cái phần dưới của cái rau cứng ấy, nó chưa chín ý. Đấy, khi chúng ta ủ mà đến lúc mà nước nguội, nước của cái luộc nó nguội nhá, thì các bạn chắt nó đi nhá, thì lúc đấy rau của chúng ta rất mềm luôn. Đây, như gọi là giờ mình ủ nó các bạn này. Thì các bạn nhé, sau khi cái phần này các bạn này, nước đã nguội nhá, mình sẽ thử cái cuộn xem có nó có giòn hay là mềm nhá các bạn nhé, các bạn này. Đấy, bây giờ rau chúng ta rất mềm luôn, mềm phụ nữa nhá. Hôm nay các bạn sẽ chát hết nước đi. Đây, các bạn dùng một đĩa này. Đây nhá, cái đĩa này các bạn này. Các bạn úp vào đây. Rồi các bạn chát. Rất chi đơn giản đúng không các bạn? Đó, các bạn chỉ cần lật à, các bạn này, các bạn lật lật đĩa lên à. Các bạn thấy rau rất đẹp, thấy chưa? Đây này, các bạn này thấy chưa, thấy rau rất đẹp mà nóng ngon nhé. Đây là cách chia sẻ các bạn rau mềm, các bạn áp dụng vào gia đình nhé, mà giữa tô gà các bạn. Đây, thử các bạn bạn này nữa này. Đây nhá, cái cuộn rau các bạn này. Đây, cứng cái này nhá. Mình thử cái mềm nhá. Mềm phụ các bạn.